Boa nói FC mất quyền tham dự AFC Cup 2020 khu vực châu Á. Hà Nội FC đã khiếu nại không thành công và chính thức mất quyền tham dự AFC Cup 2020 khu vực châu Á. Đội bóng thay thế câu lạc bộ Hà Nội là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. VFF mới đây đã trả lời đơn khiếu nại của câu lạc bộ Hà Nội về việc tước quyền thi đấu của câu lạc bộ Hà Nội tại AFC Cup 2020 mùa tới. Nội dung như sau: Điều 1, công nhận quyết định của ban tổ chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 8 tháng 10 năm 2019 về việc không cấp phép cho câu lạc bộ Hà Nội tham dự các giải đấu của AFC năm 2020 với lý do không đáp ứng tiêu chí thể thao hạng A bắt buộc số S.01 cơ cấu phát triển cầu thủ. Điều 2, quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực kể từ ngày đăng ký. Công ty cổ phần thể thao Hà Nội TVT, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và tổ chức cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Như vậy, câu lạc bộ Hà Nội FC sẽ chính thức mất quyền tham dự các giải đấu thuộc hệ thống của AFC trong năm 2020 vì lý do không có các cầu thủ U15 của Hà Nội FC không tham dự giải U15 quốc gia năm 2019. Đây là tiêu chí bắt buộc của AFC để các câu lạc bộ đầy đủ điều kiện tham dự AFC Cup cũng như AFC Champions League. Đội bóng thay thế câu lạc bộ Hà Nội tham dự cúp châu Á mùa tới là Á quân V-League 2019, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch hội đồng của đội bóng này, ông Nguyễn Hữu Thắng đã khẳng định câu lạc bộ đã sẵn sàng tâm lý để thi đấu ở đấu trường châu lục, đồng thời sẽ nâng cao đội hình để cạnh tranh danh hiệu ở mùa tới. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cùng vị trí Á quân V-League 2019 họ nhận được tiền thưởng 1,5 tỷ đồng từ phía ban tổ chức. Bên cạnh đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Thế Song vẫn còn nguyên cơ hội để cạnh tranh danh hiệu ở đấu trường cúp quốc gia, nơi họ sẽ đối đầu chính câu lạc bộ Hà Nội FC ở vòng bán kết trên sân vận động Hàng Đáy diễn ra vào ngày 27 tháng 10.